Mến chào buổi chiều của chú anh chị các bạn nha. Thì chiều ngày hôm nay em đang có mặt trên con đường Lê Minh Ngương của phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên đó của chú anh chị các bạn. Thì trong video hôm nay em sẽ review giới thiệu của chú anh chị các bạn một cái chiếc xe bán đồ nướng của em trai ở đây. Điều đặc biệt ở đây thì em trai nướng rất là lẹ tay luôn của chú anh chị các bạn. Đây nè, nướng chân gà nè. Em muốn này phải mấy cái sâu mà nhỏ nhỏ vậy là sâu gì em? Sâu mày, mày cút á, này mày gà. À, mày cút với mày gà. Phía bên đây có mấy cái viên tròn tròn này là giống như kẹo hồ lô vậy ta? Dạ, đó nem nướng. À, nem nướng mà do tròn lại ha. Dạ. Cái này là nướng chín rồi đó hả? Dạ, rồi. À, ai ăn thì mình hâm lại thôi ha. Em bán như vậy ở đây là lâu chưa? Cậu em bán mười mấy năm rồi. À, cậu bán mười mấy năm rồi hả? Dạ. Ừ. Còn em mới ra đây bán tiếp cậu bao lâu rồi? Mới gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi hả? Dạ. Gần 2 năm mà nhuyễn tay quá ta. Dạ. Thường mình bán buổi chiều hả em trai? Dạ. Bán thì giờ này em có đồ. À. Bán nào hết thôi à? Bán tới tầm 10 giờ, 10 giờ mấy. À. Ở đây mình có bao nhiêu loại ha? Cúc đầu, cánh đầu đầy đủ. Ừ, cúc cánh đầu đầy đủ. Xe bên kia là cũng của em luôn à? Dạ, chung luôn. À, chung luôn ha. Bên kia thấy có gà với cúc. Bên đây là mề với phèo à. Mời phèo chân, chân gà. Chân gà gì em bán sao? Dạ 10.000 một cặp đó. 10.000 một cặp. Ồ, có hai cái đùm phèo kìa. Đùm gì là nhiêu em? Dạ, cần 100g 35.000. À. Ai mua nhiêu thì mình cắt mình hai cúc luôn rồi. Hai con cúc luôn. Con cúc gì bán nhiêu hả chú? Dạ 15.000 em. À, một con cúc 15.000 của chú anh chị các bạn. Đây. Dạ lấy vàng luôn chị. 30 không lấy gao lấy 35. Dạ. Không lấy gao là 35 mà có gao là 30. Không có gao 30, không có gao là 35 phải không? Dạ. Đây là cô giờ này mua đồ nướng nè. Bình thường mua đồ đây không, đồ nướng đây không cô? Mối luôn ha. Bán số chạy không ngồi rồi, nó khóc lóc. Phía ngoài đây là treo những cái bọc muối tiêu với hạnh đồ gao ăn kèm với đồ nướng nè cô chú anh chị các bạn. Như chua, rau găm rồi nè. Đó, ai mua nhiêu là bắt đầu mình làm sẵn hết trơn rồi đó. Ai mua là bắt đầu mình đưa lên tính tiền thôi. À, giờ em chú cũng sắp ra. Ở đây mình có tổng cộng bao nhiêu loại hả chú? Nhiều, cả chục món à. À, cũng cả chục món ha. Chục, đúng rồi. Sâu sâu gì là nãy chú nói là 10.000 sâu à? Đúng rồi. À, còn cổ là 8.000 ha. Ừ. Con cúc thì 15.000. Đúng rồi. À, chân gà một cặp đó 10.000 cô chú anh chị các bạn. Ừ. À. Phèo thì 100g 35.000, ai mua nhiêu á thì nhiều. Cắt ra căng rồi tính nhiêu. Đúng rồi. Tước này đang lấy sâu lụi nữa. Dạ. Tước này ra đang lấy sâu lụi nữa. À, chín rồi cái mình tước để lên mâm ha. Đúng rồi. Dạ. Khá là hấp dẫn luôn cô chú anh chị bạn. Em đứng đây rất là thơm luôn á. Con đường Lê Minh Ngương này buổi chiều và tối rất là đông đúc bà con qua lại luôn cô chú anh chị các bạn. Ở đây cũng như là một cái phố ẩm thực, con đường ẩm thực của thành phố Long Xuyên vậy đó. Cút mình có lựa trước không cút? Sao con thấy có vẻ như nó đều đều với nhau hết trơn á? Có lựa rồi ha. Mình có nói
Dạ. À, có cái chuẩn. À, có cái chuẩn sẵn rồi ha. Dạ. Dạ. Này là hai người cháu của chú à? Dạ, cháu ngoại. Ở đây là thường mình bán cái món nào là người ta mua nhiều nhất em trai? Đầu với cút hả? Với chân, với chân gà ha. À, cái đùm phèo khá là hấp dẫn luôn nè cô chú anh chị các bạn. Ở phía bên đây là có một chiếc xe nữa. Chiếc xe bên đây là nướng đùi gà rồi nha cô chú anh chị các bạn. À, đùi gà với cút. Ồ, cái đùi gà này thấy to quá em trai. Cái đùi bao nhiêu ha? À, đùi gà 35.000. Đùi gà, cổ gà rồi. Hai xe chung một chủ. 4 giờ mình dọn ra, khoảng mấy giờ mới đông khách anh trai? Ở 5 giờ về đông khách làm. À, 5 giờ năm mấy khách ta đi làm về đó ha. Dạ. Ghé ta mua về nhà giờ đó mới đông. Giờ này bắt đầu là vô giờ cao điểm lay gai hả chú? Dạ.